Hello, xin chào các bạn. Các bạn khỏe không? Mình là Mary Phan, đang sinh sống ở Toronto, Canada. Các bạn ơi, bữa nay thì Mary sẽ ăn... Ăn gì đã quên rồi. China. China các bạn. Hoặc là có chỗ đây như là gọi là mãng cầu, phải không? Mãng cầu gai hay là mãng cầu gì đó, Mary cũng không biết nữa các bạn ơi. Nói chung là nhưng quên hết trơn. Thật ra thì cái trái này Mary cũng rất là ít khi ăn các bạn ơi, nên thành ra Mary cũng không đành. Nhưng mà hồi trước cái đợt mà Mary đi bên Mỹ, đi bên Florida đi hái trái cây á, như có trái này mà không có nhiều. Ở đây thì có nhiều trái chín, có nhiều trái chưa chín các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lựa cái nào chín nhất mình ăn thử nhé. Cái trái này rất là chín luôn. Lấy cái này ở đây ồn quá các bạn ạ. Bóc vỏ của nó nè. Dễ ra nè. Được ha. Thật mới nói thật ra không phải là thật ra, mà là mùa hè á, sẽ ồn hơn là mùa đông các bạn ạ. À, phải mời các bạn cắn miếng nè. Này là cái hột á, các bạn thấy đen đen là cái hột của nó các bạn, chứ không phải là hư đâu. Mời các bạn. Cái gì vậy, cái đèn lì quá vậy, làm gì chớp chớp vậy? Trời ơi. Mới giờ định khen là la cái là nó không dám nữa, ai về đâu nó chớp nữa. Thèm ăn hay gì vậy? Sao mày ăn thử không? Nhiều hột quá. Phải chi là nhiều hột xoàn giống vậy là được ha. Nó có vị ngọt ngọt, có vị hơi chua chua chút xíu các bạn. Cảm ơn cha mẹ. Cái này là 3 kg các bạn. Bây giờ là mình đang ăn sáng. Cái đèn hết chớp rồi. Từ cái đợt vừa rồi mà mình không được khỏe các bạn ơi. Tự nhiên bây giờ mới không thèm ăn cái gì luôn á, chỉ có thèm ăn chua hoặc là trái cây thôi. À, sáng nào mới cũng ăn trái cây. Không thèm ăn seafood luôn. Ừ.
rất hột tùm lum. Ngon quá ngon. Nhất là để lạnh á, ăn rất là đã luôn. Mình nhiều nước quá trời. Để kiếm cái này mềm mềm. Cái này mềm hơn chiếu. Cứng cũng cũng được. Cái này cũng mềm nè. Cái này nhìn nó vàng vàng vậy mà chưa có mềm nè. Nằm yên đừng có lăn qua lăn lại. Cái này cũng được. Cái này mềm nè. Cái hồi nãy là mềm nhất. Lấy ra nè. Nó chặn tùm lum, nó chạy tùm lum hết trơn. Bác ơi, hình như ở trong video các bạn nhìn thấy mập hơn hay gì ta. Tại khi mà gặp ở ngoài á thì có rất là nhiều bạn kêu nhìn mới ốm hơn ở trong video nhiều. Nên các bạn đừng có nói mới mập nữa nha. Mới chỉnh cho mập đó cho nó xấu bớt đó, đẹp quá. Cứ như ăn cái này. Cái này nó tự tin thì phải các bạn ơi. Tự tin quá đáng luôn. Hai bữa nay mới ngủ sớm các bạn ơi. Nên là đang mới không có đăng video. Tại bình thường các bạn biết mới đăng video lúc 12 giờ. 12 giờ đêm á. Mà mấy bữa hai bữa nay tự nhiên mới ngủ sớm, mới quên luôn. Không đăng video luôn. Cái này có thể làm món gì ăn nữa các bạn. Mày thì mới không có rành đâu. Hình như trái này khi mà nó chín quá ăn nó sẽ bị giống như là cát vậy đó các bạn. Kiểu giống giống vậy đó, nó ngọt. Mà cái này thì mới cảm thấy nó vừa nè. Nó vẫn có vị chua chua.
Hồi nãy em trái nằm mềm ta em quên rồi. Bóp tiếp. Cái này cũng mềm mềm. Để em sẽ bẻ một trái cho các bạn xem bên trong và nó ha. Rút cái này ra nè. Chớp nữa nữa chắc không không cho nó ăn nó tức á. Các bạn ăn kiểu này á thì nó sẽ đỡ nhiều hơn các bạn. Bạn có thể bẻ vậy. Cái bạn này cũng là hôm bữa bạn mới mua đó. Thì hôm qua bạn ấy mới giờ tặng cho mươi 2 kg xoài nữa. Nhưng mà hết xoài rồi nên thành ra tặng mươi 1 kg. Cho mươi ăn mỗi ngày luôn. Bữa mình mua trái hồng các bạn, mình mua là 3 kg, trong vòng 2 ngày mình chơi hết sạch sẽ 2 kg. Tự hào quá. Mình ăn trừ cơm luôn, tại mình ăn cơm không thấy ngon miệng các bạn ơi, nhưng mà ăn trái cây thì lại cảm thấy nó rất là ngon luôn, thành ra mình ăn trái cây luôn. Sắp tới thì hy vọng là nếu mà nhà hàng này kia mở cửa trở lại á thì chắc là Mary sẽ đi quay ở ngoài nhiều hơn cho các bạn xem các bạn ha. Sẽ đi quay cho các bạn cái thành phố mà Mary đang ở nè. Ăn hoặc là nhà hàng hoặc là đi vòng vòng xíu. Đó giờ các bạn yêu cầu mình quay dễ rất là nhiều luôn mà mình không có sắp xếp được, không có đi được. Với lại cũng phải cần có người quay phim đúng không ạ? Bây giờ mình có đệ tử nè. Đi đâu mình kéo đệ tử. Có rất nhiều bạn yêu cầu mình quay video đi chợ mà đó giờ mình chưa có video đi chợ kiểu như là chính thức video đi chợ. Mà sắp tới thì mình hy vọng là mình sẽ ra nhiều video ở ngoài hơn cho các bạn. Hoặc là các bạn nào mà có nhà hàng á, các bạn muốn mê review thì các bạn cứ nhắn tin cho mê review. Ba trái cũng nhiều lắm á. Chắc là ăn tới trưa luôn, chiều ăn bún. Mà thôi các bạn ơi, mình sẽ dừng video ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Mình hẹn gặp các bạn trong video tới. Bye.